Có một lá thư cô này cô gỡ. Từ khi cô nghe mình giảng thời gian khoảng 5 tháng, cô được máy niệm Phật. Cô đeo máy niệm Phật mà có một số bệnh cô đều vượt qua. Nghĩ đọc cho vị nghe để chúng ta học tập. Đây gọi là nghe pháp chuyên tu niệm Phật có nhiều cảm ứng. Thưa thầy, từ khi con đủ duyên gặp thầy, từ một tây tháng năm cho đến hôm nay được 5 tháng, con phát nguyện đủ duyên cùng thầy lễ Quan Âm 19 tháng 6, được thầy tặng máy niệm Phật. Con kể thầy nghe, con có duyên có được máy niệm Phật lúc con chưa gặp thầy. Con hở chút là mua thuốc uống. Con nghe pháp thầy giảng, bệnh nhớ niệm Phật, đừng có uống thuốc. Con luôn ghi nhớ, trong tháng 7, cổ con bị nổi hạch, con bị sưng và đau lắm. Sáng đi làm, khi trên đường đi vô công ty, con mở máy niệm Phật, bắt đoạn lễ Phật. Đó thầy, con vừa niệm vừa lấy tay vuốt chỗ bị hạch. Sau 1 tuần thì hạch nó tiêu lúc nào con không hay. Pháp môn niệm Phật đối với con là màu nhiệm một lần. Ngày mùng 4 tháng 8, con lại bị nổi mụn ở lưỡi. Nó nằm ở trong coi kiến không thấy. Nó rất đau, ăn uống, cả nói chuyện cũng khó khăn với con. Con quyết chí không uống thuốc, cũng là niệm Phật. Sau 5 ngày là mụn đó tự tiêu. Màu nhiệm lần 2, niệm niệm con tặng, niệm niệm con tập niệm trong tâm, thường nhớ Phật niệm Phật. Con bị đau bụng khi những ngày tháng, nhờ nghe máy niệm Phật, chu kỳ tháng này con không đau bụng. Màu nhiệm lần 3, con đeo máy niệm Phật. Có người vừa nghe liền nói: thầy Nhân Đức, trong chỗ con làm có mấy người cũng biết thầy và tán thán thầy. Mơ hôm thứ sáu có em gái làm chung với con, nghe tiếng niệm Phật nói tên thầy liền. Em kể con nghe, em gái rất thích nghe pháp của thầy. Nghĩa là những công đoạn rất đơn giản, nhưng khi nghe mình giảng thì tin vào câu Phật hiệu. Từ cô nói hạch, cô niệm Phật, cô so hết. Từ bị lở trong cổ họng, cô niệm Phật hết. Cô nói rằng là mấy mươi năm, mỗi chu kỳ, mỗi tháng đau bụng khó chịu, nặng nề ghê. Nhưng từ khi mà cô để máy niệm Phật, thường niệm Phật, thì mỗi tháng chu kỳ cô đỡ đau bụng tối đa, không có đau bụng như lúc trước nữa. Những việc cô chia sẻ này là những đức tin 100%. Vì sao? Vì mình áp dụng rất là nhiều, quý vị. Những đức nói thiệt chứ, cần cổ những đức mà nếu những đức không niệm Phật chắc tắt tiếng luôn á. Thì biết những đức dùng cần cổ này nhiều quá, dùng cần cổ rất là nhiều. Và công chuyện của mình là nói chuyện suốt, từ chia sẻ Phật pháp, gặp Phật tử, rồi giải quyết việc chùa chiền đều phải nói chuyện. Từ nơi đó mà cần cổ thường đau, lâu ngày diêm
viêm họng, đau cổ thường xuyên. Nhưng mà nhờ những đức thường niệm Phật rồi đeo máy niệm Phật, đau cổ gì một chút là hết. Đây là những đức thấy rất là màu nhiệm, rất là hay. Những đức thì không có dùng thuốc, thì thấy rất rõ ràng những điều người ta chia sẻ này đặc biệt. Thí dụ như cũng có những người hỏi con đeo máy niệm Phật hay như vậy, vì có những chỗ kín đáo quá con để niệm Phật, máy niệm Phật có sao? Theo những đức thấy thì riêng bản thân mình là người tu như những đức không có quan niệm những điều đó đâu quý vị. Nhưng mà cái điều này mình phải có giới hạn đối với người đời sau, không khéo bị người ta phỉ báng mình. Thí dụ như mình nhức đầu, mình để máy niệm Phật ngay cái chán mình, mình nghe câu Phật hiệu, mình dịu cái tâm lại cũng đặc biệt. Hay là cần cổ, hay là trên vai, hay là bụng. Còn từ đó đổ xuống, tốt nhất là chúng ta dùng tay chúng ta xoa. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Dùng cái tâm dịu hoàn toàn, niệm câu Phật hiệu xoa. Hay nhất. Cái đó là những đức hướng dẫn rất rõ ràng, cái gì nhớ nha. Chứ không thôi sau này nó thầy đức cũng dạy đau chỗ nào để chỗ đó, mà bản thân mỗi người chúng ta nên nhận thức sâu sắc việc đó là vì tự biết thôi, thấy lương tâm mình làm điều đó là được hay điều đó là không được, tự mình điều chỉnh mới được. Chứ đối với những đức thì những đức không có quan niệm những điều khác, không suy nghĩ nữa. Rồi đối với Phật Bồ Tát mong lợi ích cho chúng sanh thôi. Nhưng mà sợ chúng sanh người ta không hiểu, người ta phỉ báng, hiểu không? Đó là những điều mà chúng ta ngăn ngừa. Nên những đức hướng dẫn rất rõ ràng cho vị nghe. Có những chỗ mình thấy không phù hợp thì mình niệm Phật, mình xoa cơ thể của mình mà. A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Giống như bây giờ ai mà đang bực bội khó chịu, mình lại vuốt ve anh ta, thôi đỡ tức đi anh, đỡ tức đi em. Thí dụ, người ta cũng nhẹ xuống cái bị. Thí dụ như mình nổi mồ đai hay là mình nổi cái rạ vậy đi. Những đức đã từng gặp rõ ràng. Hồi đó trên Đà Lạt những đức nổi cái rạ. Quý vị biết rằng là những đức ngang ngạnh ấy vị. Cương với người ta. Những đức ra gió. Rồi những đức nói nổi lên đi, nổi lên đi. Quý vị tin không? Cái rạ mà nổi lên mà những đức cảm giác thấy luôn. Nó răng 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 nó nổi lên luôn. Cứ nổi lên đi, nổi lên đi, nổi lên. Thấy rõ ràng không? Nghĩa là cơ thể mình tất cả những tế bào nó bị một cái gì chấn động, hoặc bị một cái gì lo sợ, bất an, hoặc nó bị một cái gì tác động, bản thân mình làm nó bị ảnh hưởng. Mình xoa dịu nó, dùng có vật hiệu, dùng tâm từ bi của Phật Bồ Tát, dùng ánh quang minh của Phật Bồ Tát để so dịu tế bào. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cái so dịu dùng cái tâm nhẹ nhàng nhất, dùng cái tâm niệm Phật chân thành nhiệt tình, dùng cái tâm tư của mình giống như chạy điều đến cái chỗ đau đấy. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Giống như có vật hiệu mình chạy lại đôi tay mình vậy. Rồi tay mình so cho anh ta. Cả vị bóp tay bóp chân trong bà cha mẹ mình cũng vậy. Hay quý vị làm bên cái ngành đông y mà đấm bóp bóp người ta, quý vị nên làm cái điều đó. Lúc làm điều đó tốt nhất không nói chuyện đó. Có nghĩa là dùng cấu vật hiệu giống như cho nó điều theo cái cơ thể vị, để tạo thành một cái nguồn năng lượng cao cao độ, rồi bị so dịu cho anh ta. Tự nhiên đôi tay bị giống như đôi tay của Phật Bồ Tát. Nhớ kỹ nha. Đó là dùng tâm an định để mà trị bệnh. Cách trị liệu này hay. Không có dùng thuốc, không có tác dụng phụ. Rồi xong mình dạy người ta niệm Phật luôn, tự người ta làm cho người ta. Những đức
ngồi suy nghĩ. Bản thân của mình khi càng ngày càng lớn tuổi đi, cơ thể mình có khi cũng hơi bị mỏi mệt chút khi làm việc nhiều. Tự nhiên những đức suy nghĩ, các cụ già tội nghiệp ghê. Ngồi suy nghĩ, các cụ tội nghiệp. Đau nhức, nhức xương, nhức mỏi quá trời. Có một cái ghế mà Asama gì đó. Thì mấy cái chữ như vậy đó không biết đọc mà thấy cái chữ Asama gì đó. Cái ghế nó đấm bóp. Trong lòng những đức suy nghĩ rằng là những đức muốn mua cho ba đạo tràng, mỗi một đạo tràng 6 cái, để một cái phòng khu yếu, có người trực vị trí ở đàng hoàng, giờ giấc đàng hoàng, cho các cụ nào cảm thấy mỏi đau nhất, có cụ nào vậy thì mình cho qua, bấm những cái chế độ để ấm ớp cho các cụ lớn tuổi già mà quý vị. Đó là tâm tư những đức nghĩ những điều đó, thương yêu người già. Mỗi một chùa có chừng 6 cái đó. Những cụ khỏe thì thôi bình thường đừng có đụng vô. Những cụ mà đau nhức mỏi thì có cô các cô dẫn qua chăm sóc các cụ. Không có dùng thuốc, nhưng mà quý vị biết rằng con người mình càng ngày càng lớn tuổi, quý vị sẽ hiểu là mình sẽ có những cái trạng thái mỏi mệt. Vì sao? Giống một chiếc xe quý vị y chạy thời gian lâu thì chiếc xe của nó sẽ có chỗ hư. Cơ thể chúng ta cũng như một cái dụng cụ làm việc vậy đấy. Khi làm việc đến một ngày nào nó sẽ có cái trạng thái của đau bệnh. Nên Phật dạy là sanh già bệnh chết, quy luật. Đó là những cái hỗ trợ mình một cái tấm lòng thương yêu người già. Trong lòng như Đức nghĩ gì đấy vậy? Chiếc máy đó, nhà Đức hỏi, chiếc máy massage đó là một chiếc máy đó hơn 50 triệu hay gì đó, 50 triệu hơn 50 triệu, mà 6 chiếc thì nó tầm khoảng 300 triệu, mà 3 bên vậy là 900 triệu. Đây là một cái việc làm mà mình thương yêu lo lắng cho người già. Những đức thấy mà ví dụ như hòa thượng mình ngày lớn tuổi, ngày cũng có những cái loại máy massage tuổi già mấy vị. Thì mình nghĩ các cụ già cũng vậy thôi, mà có như nhiều người già nghèo đâu bao giờ có được cơ hội đó. Bây giờ mình thương các cụ, mình lo cho người ta cỡ nào cỡ, cái tấm lòng mình thương yêu muốn lo cho các cụ. Những đức nghĩ một đời có người sống trên cõi này rất khổ, dùng một cái tình thương mến thương đến với nhau, đó là một tấm lòng của một con người đến với con người, quý vị. Thời gian chúng ta ở cõi này mấy mươi năm trong cuộc đời, rồi mình cũng ra đi thôi. Dù cho mãi mê trong danh lợi, chi cầu vật chất, đến khi đắc gọi thì giật mình trắng tay. Nhớ quý vị, nên những gì mình làm được đối với con người nên chăng thật làm. Những đức nuôi các cụ trong chùa đông như vậy, chúng chùa, nên tất cả các anh em coi chúng chùa quản chúng nên suy nghĩ chỗ này. Không phải người nào cũng là cái tâm quyết niệm Phật vãng sanh đâu. Rồi có nhiều cụ già thời gian đi tu dễ quá, các cụ biết niệm Phật, siêng niệm Phật, các cụ có được niềm vui, được sự quan tâm thương yêu. Còn cụ nào mà đã nghe mình giảng mà hiểu tâm quyết thì cụ đã thành tựu con đường giảng sanh. Dù những đức dùng mọi cách để khuôn đạo tràng rồi đó, nhưng đâu phải ai cũng là tâm quyết
toàn tâm toàn ý mà làm được đâu. Nên tất cả các anh em có vị trí chùa chiền nên chân thật quan tâm thương yêu. Mà huynh đệ những đức đặc trách là anh em nào cũng cái tâm đặc biệt, cũng không khác gì những đức. Thương yêu quan tâm lo lắng cho người già. Những đức mong rằng cuộc đời của mình thương yêu người già, không nói là giàu nghèo gì. Cuộc đời những đức vì sao này, những đức lớn tuổi, những đức cũng nghĩ mình là một vị thầy, một vị thượng thọ, vị bà thượng gì mà những đức được hơn người khác không có. Những gì những đức muốn có và được thì những đức cũng mong người khác cũng được. Đó là cái tấm lòng của mình chân thật hết lòng. Thì mình cũng nguyện cầu với Phật Bồ Tát con gì, mong có được sức khỏe phục vụ chúng sanh này. Đối với những đức thì cái việc ăn uống cũng gì, không có ăn uống gì nhiều. Nhưng con người mình làm việc có khi làm việc nhiều, làm việc đầu óc. Rồi những đức cũng làm việc về tay chân, hướng dẫn Phật pháp tu rồi cũng dữ dằn lắm, tối ngày. Nên từ nơi đó, nếu còn ở cái cuộc đời này thì có được tâm huyết, sức khỏe, tâm tu tịnh độ, kiên cố tâm, mạnh mẽ, hướng dẫn người tu. Nên mỗi một người mình bị nhớ là khi bị niệm Phật mà bị niệm lớn lên cũng hay lắm đó. Đặc biệt vì cứ ngồi suy nghĩ nè, chúng ta nguyên một đêm chúng ta ngủ, cái hơi chúng ta nó tồn đọng hơi của một đêm. Tại sao buổi sáng mình dùng công phu mình niệm Phật, mình lễ Phật xong mình khỏe? Vì khi mình niệm Phật, mình lễ Phật là nó bốc hơi ra hết. Con người mình giống như nó được thư giãn. Nếu như bây giờ mình ngồi đó mình niệm im, mình sẽ bị hôn trầm. Quý vị thí nghiệm thử. Những đức ít bao giờ mà niệm Phật, lễ Phật mà hôn trầm lắm. Ít bao giờ những đức buồn ngủ lắm. Những đức nói thiệt là những đức dù bằng đêm ngủ 2 tiếng mấy, những đức sáng tu cũng không buồn ngủ. Tại do quý vị biết rằng những đức niệm Phật thường hả miệng ra niệm. Ví dụ như giờ niệm điều chung đi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi vị khi mà niệm gì cái trạng thái hít thơ của vị tự nhiên á, đừng có miễn cược. Hít thơ từ cổ. Nha. Đó. Vì khi mà niệm vậy là nó có được cái lúc đó quý vị sẽ hết nhẹ, một cái thời gian nhanh nhất mà. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nhưng mà nó làm cho quý vị nó thay đổi cái hơi thở của quý vị trong một đêm mình ngủ. Mà niệm vậy đấy quý vị, cái vị nhớ là 10 công đức niệm Phật lớn tiếng đó là đánh tan hôn trầm vọng tưởng, là ngay niệm Phật lớn tiếng. Nên á, cái người mà thường hôn chậm, đừng có im gì ngủ luôn rồi. Nhép môi có khi buổi sáng chịu nổi ngủ luôn. Nên đặc biệt nhất là quý vị đặc biệt làm đi. Mà cơ thể quý vị sẽ tốt đó, chắc chắn luôn. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô. Có những câu quý vị trong Nam mô Di Đà Phật nó lớn, nhưng có những câu mình vừa đi cái hơi của mình. Nó hết hơi cổ quý vị. Đi niệm. Thì trong một đêm mà mình vậy, khi lễ Phật cũng vậy, hả miệng những đức niệm câu bị nghe, câu sau những đức niệm bị Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nó cái nghĩa là câu nó chậm, có đủ cái nhịp để mình hít thở một cái, hả miệng ra, niệm hả miệng, niệm có tiếng, niệm háo hức dưới khả năng mình, đừng nên bắt buộc nó quá đáng, nhưng niệm hả miệng ra có tiếng và dưới khả năng mình, đủ khả năng mình thôi, vừa khả năng mình thôi. Những đức nói chắc chắn vì cái sự hôn trầm vọng tưởng giảm tối đa luôn. Còn nếu như chúng ta im là thôi, nó giống như là cái hơi thở mình bị tắc nghẹn luôn, quý vị. Hơi thở bị tắc nghẹn, im giống hơi thở bị tắc nghẹn. Mà người rất dễ hôn trầm, mệt mỏi đầu óc,
ngán ngẩm tu thì sao, thời gian cảm thấy lâu. Để thử mà khi ngồi địa chúng gì, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cái lúc mà mình niệm cái câu mà cần cái cổ mình mà cái là cái câu đó quý vị có thể nhẹ nhàng cũng được, tại mình được mấy câu kia rồi, nó thì tùy vị với khả năng quý vị. Đó là những đức thấy rằng là ít bao giờ bị hôn trầm lắm quý vị, thật sự ít hôn trầm mà thời gian tu giống như người mà nó sảng khoái nên thời gian tu nó rất là mau. Còn khi mình đi mà nó mệt mỏi, nó hôn trầm, nó đuối là tự nhiên bị trông chờ thời gian và cảm giác nó rất là lâu. Khi lễ Phật cũng vậy, những đức niệm câu, còn câu thứ hai là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái câu Nam Mô A Di Đà Phật đó nó cái điệu lễ mình nó chậm, nên vì niệm xong là vậy. Nghĩa là mình vậy đó, khi mà xuống một cái là bị thẳng cái tay này, cái tay mà xuống lại xuống giống như năm vóc sát đất bị thẳng ra. Thẳng ra giống như nó kéo xương sống quý vị. Kéo xương sống bị thẳng ra. Chứ đừng có gì. Những đức nói quý vị biết những đức lễ Quan Âm mà nếu mà bật máy thì những đức lễ khỏe lắm. Tại những đức thẳng tay rồi quý vị. Còn chùa mình giờ quá đông bây giờ mà sắp mà thẳng ra gì thì nó thưa quá, không có chỗ ngồi. Nó thật sự mà nói đúng ra là thẳng ra. Càng thẳng càng tốt. Nó kéo xương sống mình ra. Những người mà đau xương sống đi mà cái môn lễ Phật này hết. Hết đau sống, hết nhân sống. Tại vì khi mà mình xá xuống quý vị, xá cái đầu móng tay này đụng tới cái chỗ cái bàn chân đứng quý vị. Chân đứng. Bàn chân đứng. Rồi khi quý vị mà quỳ xuống cái nghe tiếng niệm xong câu Phật hiệu mà khen cái là gì? Nghĩa là vì thở ra một cái thì cái lại bị đi xuống nó xuống vậy lắm. Nhớ. Vì thở ra một cái là vì xuống nó xuống vậy lắm. Tại khi bị thở ra thì bụng mới bị nó hót lại. Thì lúc đó bị xuống nó sát mà cái tay này thẳng xa ra. Thẳng xa ra. Kéo như sống mình. Bệnh như sống hết. Đó. Nên những đức nói rằng là vì im nó rất là hôn trầm. Và nó cảm thấy mỏi mệt. Nên vì ở nhà mình quý vị cũng vậy. Quý vị nên áp dụng. Những đứa ở nhà mình là khỏe nhất. Nếu thời tiết nóng mà quý vị thí dụ như có cái máy điều hòa cho bị tu thì đúng là quá đặc biệt. Thật sự mà nói đây là mặt tâm linh quý vị. Cái phòng thờ của mình có máy điều hòa, vị tu 2-3 người mát, khỏe re. Nó thì quý vị sải thẳng ra. Sải thẳng ra. Kéo cái sống mình ta người nó sảng khoái. Giống như có vật hiệu niệm là thiện tâm, nó so bớt được tế bào, thêm để trạng thái mình được sảng khoái vậy, thấy không? Niệm Phật nó bốc ra, nó bốc ra. Mà khi mà quý vị mà ngồi niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đó cái câu thứ ba mình vừa âm lại chút, tặng cái hơi thở, nói quý vị một hơi vậy thôi nhưng mà nó làm cho bị đủ khí, một hơi mà làm mình đủ khí. Mà khi mình đủ khí rồi cái đầu óc mình nó cũng sảng khoái. Để biết nhiều khi những đức giảng pháp mà nhiều quá, lâu quá, nhiều quá nhiều luôn, cái đầu cái khí lực nó giảm đi. Và khí lực nó giảm đi là hơi nó bị hụt. Hơi nó hụt. Nên khi mà khí lực nó đủ là con người mình cái tiếng nói nó mạnh. Tiếng nói cực kỳ mạnh luôn. Quý vị không có giảng pháp, không nói chuyện nhiều. Vì lại niệm Phật. Đó. Nó từ nơi đó mà cái niệm Phật. Cổ ngay cổ nó hít từ bụng đưa lên nó một cái hơi đó thôi đó, nhưng mà cái khí lực cái bị niệm ra hơi nó ra cái tiếng nó rất là mạnh. Cái tiếng nó mạnh là người nó khỏe đấy vị. Nhớ kỹ quý vị, thấy những đức lại Quan Âm không? Khi những đức lại Quan Âm là càng lại cái tiếng nó càng mạnh, rõ ràng không? Càng lại cái tiếng nó càng mạnh, tiếng nó mạnh cực kỳ mạnh lên. Vì nó bốc hơi mình ra, nó thay đổi khí trong cơ thể. Nên nhớ cái môn lễ Phật đừng có úp gì, đừng có tay úp gì. Mà úp gì là cái lưng mình nó khòm lại. Úp gì thì cái lưng nó khòm lại. Khi nó khòm lại thì hơi thở của mình nó bị tắc nghẽn. Hơi thở nó bị tắc nghẽn là ảnh hưởng. Những đức nói là những đức nguyên một khoảng thời gian lễ Quan Âm mà mấy ngàn lại không quý vị. Mà bây giờ những đức hỏi quý vị, những đức lễ tay cầm micro, tay đánh cảng, mắt nhìn,
vào quyển sách. Khi xuống mà quá chậm thì không kịp, mà lễ quá chậm kéo thời gian dài nên những đức phải nhanh vậy. Mà còn úp không, quý vị úp gì không, ken ken úp xuống lên nhanh, tổn sức với nó, không giỡn đâu. Tổn sức. Còn khi một mình lễ vì thẳng ra tay, thẳng ra gì cái kéo cơ thể mình, kéo sống mình thẳng ra cái hơi thở mình thông. Nên ở nhà những đức nói quý vị sáng chịu việc áp dụng phương pháp niệm Phật lễ Phật của chùa mình, bốn chữ là đúng là đặc sắc. Tại ở chùa mình nó theo cái hội chúng hết thôi, còn ở nhà niệm bốn chữ, lễ bốn chữ, khi cuối cuộc đời hộ niệm bốn chữ A Di Đà Phật. Cái điều A Di Đà Phật nó nhẹ lắm, niệm đặc biệt, lễ đặc biệt, tu đặc biệt. Nó đó là những điều quý vị nhớ. Bây giờ mình hôn chậm mà mình còn im im ngủ luôn chứ sao giờ, hôn chậm im im mình ngủ luôn. Nên mình phải cái cố gắng lên, ít gì nó cũng phải phấn đấu một chút quý vị. Không thể nào xìu thì nó được, phấn đấu một chút, phải phấn đấu lên. Nên các cô trẻ ở chùa mình, các chú trẻ nhớ phấn đấu lên. Mình đã lên tu mình ngủ gà ngủ gật nó không có kết quả. Nó Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nó mình làm hì hì theo. Rồi lúc nào mình mệt thì cái âm nó nhẹ, lúc nào mà cái là âm mạnh lên, âm mạnh lên, cái lúc nào ấy âm mạnh lên, thở ra. Có nghĩa là buổi sáng nó làm cho mình cái cảm giác nó sảng khoái, nó làm mình tỉnh táo đỏ, giống như cái máu mình nó bơm lên não được, con người mình sáng suốt tỉnh táo. Vậy thấy lúc nào như đứa cũng ưa phấn chấn ấy, thường phấn chấn, thường tỉnh táo, thường vui. Đó là tại vì con người những đức nó có một cái khí lực mạnh mẽ. Nhưng mà sau này nè, thời điểm này là những đức giống như nó con người nó mỏi mệt. Chứ lúc trước là người những đức cái tiếng nói nó mạnh, cực kỳ mạnh, cực kỳ mạnh. Thì những đức quan sát để ý trong khoảng thời gian sau này nè, những đức khi niệm Phật quý vị, những đức niệm nhỏ xíu, những đức nghĩ khổ đau đừng niệm lớn, thì những đức để ý lại thì những đức nói rõ ràng nó không bằng lúc trước. Lúc trước những đức niệm Phật lớn lắm, mà đọc trong 10 công đức niệm Phật lớn tiếng hay. Nên mỗi một con người mình quý vị nhớ, cái gầy dựng tính tâm tính nguyện niệm Phật được lợi ích cho thân tâm, bản thân chúng ta phải cố gắng cả đời tính nguyện niệm Phật kiên cố. Có Phật hiệu này cái áp dụng mọi lúc mọi nơi, rồi mỗi ngày nghe Pháp cởi mở tâm tư, không buồn giận người để trong tâm là nhờ nhớ Phật, không trách hờn ai để trong tâm là nhờ nhớ Phật niệm Phật. Nên mỗi một người nên tinh tấn niệm Phật, tính nguyện cả đời có Phật hiệu. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.